Bên dựa chính thức ra mắt Music Video Game Anh đi sau thời gian ấn của thực hiện. Sản phẩm lần này đánh dấu sự bắt tay lần trước tiên giữa Bin và Roden Selim. Đặc biệt ca khúc chủ đề sử dụng cục bộ âm nhạc điện tử bắt tay và theo xu hướng thời thượng nhất của âm nhạc nhân loại hiện nay. Trong do Bobby Nguyễn làm đạo diễn, Bin đóng vai người đại trượng phu thành đạt, phong phú nhưng bất cần trong chuyện tình cảm. Bin liên hiệp với Roden Selim trong Quên Anh Đi. Dây quanh anh có nhiều người đẹp mang cá tính khác nhau. Họ mang đến cho anh hạnh phúc, sẵn sàng phục tùng theo dự định nhưng với bản dạng chất của một người đại trượng phu không thích sự ràng buộc, nên Bin biểu thị rõ sự giá lùng và khuyên các cô gái hãy quên anh đi. Câu hát, thôi em không nên khờ. Tình yêu không như cầu vồng. Quên tên nhau là xong. Lòng tin anh như ngày hạ. Và tim anh như mùa đông như bày tỏ mọi suy nghĩ, nỗi niềm của nam chính. Bật mí về dàn mẫu tay diễn xuất trong, Bin cho biết anh đã mời được cô gái đầu trọc Dasa Nguyên từng đóng cho của Jennifer Lopez nhập cuộc. Và để hội tụ nguyên dàn Mỹ nhân nóng bỏng từ nước ngoài lịch sự Việt Nam diễn xuất, anh đã phải mất 6 tháng để bố trí lịch. Hiện tại Bin đang dành đa phần thời gian ở Việt Nam để đi diễn, sắn sổ tác và giới thiệu những sản phẩm anh thấy phù hợp. Có ngày đẹp trời tôi có hướng sáng sổ tác đến 5 bài. Như tôi đã hứa, cứ khoảng 2 tháng tôi sẽ ra một sản phẩm. Việc tổ chức Live Show thứ 2 chắc cũng sẽ không còn xa. Đó là điều tôi luôn hướng tới cho các fan và người theo dõi của tôi, Bin tiết lộ kế hoạch tương lai. Bin mất 6 tháng để mời dàn mẫu tây diễn xuất trong sản phẩm mới. Cô gái đầu trọc Dasa Nguyên từng đóng cho của Jennifer Lopez nhập cuộc diễn xuất cùng Bin. Quên anh đi official, Bin.